Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam thuộc nhóm nước phi dân chủ trong báo cáo chỉ số dân chủ năm 2021. Hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit vào hôm 10 tháng 2 đã công bố báo cáo chỉ số dân chủ vào năm 2021, trong đó Việt Nam được xếp vào nhóm nước có thể chế toàn trị. Hãng này đánh giá mức độ dân chủ của một quốc gia dựa trên 5 yếu tố, bao gồm bầu cử, sự hiệu quả của chính quyền, tỷ lệ tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do cá nhân. Các quốc gia trên thế giới được chia ra làm 4 nhóm ứng với các độ dân chủ khác nhau. Xếp trên nhất là nhóm nước dân chủ hoàn thiện, thứ hai là nhóm nước dân chủ khiếm khuyết, thứ ba là dân chủ lai tả và cuối cùng là nhóm các nước toàn trị. Đây là hình ảnh danh sách các nước độc tài ở châu Á theo chỉ số dân chủ của năm 2021. Kể từ khi báo cáo chỉ số dân chủ được thực hiện từ năm 2006 tới nay, thì Việt Nam luôn được xếp vào nhóm các nước không có dân chủ. Tuy nhiên, về mặt thứ hạng thì lại có chuyển biến. Nếu như trong năm 2006, Việt Nam đứng thứ 145 trên tổng số 167 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ dân chủ, thì trong năm 2021, mức hạng của Việt Nam đã có chút cải thiện, leo lên vị trí thứ 131. Thế nhưng, điều này có thể được lý giải rằng do tình hình dân chủ ở nhiều quốc gia khác đã thụt lùi nghiêm trọng, đơn cử như ở Venezuela và Campuchia, hai nước đứng trên Việt Nam vào hồi năm 2006, nhưng do xảy ra khủng hoảng chính trị trong những năm gần đây nên đã bị tụt hạng. Bình luận về thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo này, ông Nguyễn Tiến Trung, nhà theo dõi và bình luận chính trị, đã gửi cho đài tiếng nói AFA quan điểm của ông qua nhắn tin như sau. Sau khi đọc báo cáo của tổ chức này, tôi thấy đây là một nghiên cứu rất công phu và có tính tổng quát cao. Các tiêu chuẩn để đánh giá một nền dân chủ rất đầy đủ và rõ ràng. Việc Việt Nam tiếp tục được xếp vào nhóm các nước toàn trị không có gì là ngạc nhiên vì bao nhiêu năm nay vẫn như thế. Nhìn vào tiêu chuẩn xếp hạng thì thấy không có nhiều điểm sáng nào ở Việt Nam. Ông cũng chỉ ra vấn đề là cả 5 lĩnh vực được cơ quan nghiên cứu dựa vào đó để nhằm đưa ra chỉ số dân chủ ở Việt Nam. Như không có bầu cử tự do, chính phủ thì tham nhũng, người dân không có quyền tham gia chính trị. Các chiến dịch đàn áp của chính quyền dẫn tới văn hóa chính trị không phát triển và quyền công dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động xã hội liên tục bị xét xử vào hồi cuối năm 2021. Trong năm 2021, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc bắt bớ và xét xử những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, thì năm 2021 đã có khoảng 40 người bị bắt trong các vụ án có yếu tố về chính trị. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh em Dân chủ thì cho rằng Việt Nam được xếp thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và khu vực về mức độ dân chủ vẫn còn là cao. Ông nói như sau. Theo quan điểm của tôi thì Việt Nam sẽ phải đứng một trong 10 nước đội sổ với các nền dân chủ trên thế giới. Lý do mà ông đưa ra là chúng ta đều biết rồi, dân chủ tức là người dân có quyền làm chủ đất nước thông qua cái lá phiếu của mình bằng cách là lựa chọn cái đảng cầm quyền và người lãnh đạo đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng, có sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị. Đấy gọi là cái cơ bản nhất của nền dân chủ. Thế thì Việt Nam chưa bao giờ có đa đảng, mà chưa có đa đảng thì chắc chắn là chưa có dân chủ rồi. Trên bình diện thế giới, các quốc gia châu Âu chiếm đa số trong nhóm các nước dân chủ toàn diện, với 12 nước lọt vào thứ hạng này, trong đó có Na Uy là nước được đánh giá là dân chủ nhất thế giới. Trong khi đó, Hoa Kỳ được cho là nước có nền dân chủ khiếm khuyết khi chỉ xếp hạng 26 trên tổng số 167. Đây là hình ảnh cựu đại úy công an Lê Chí Thành lúc mới bị bắt, ảnh bên trái, và lúc ông này ra tòa án sơ thẩm bên phải cho thấy ông đã bị tra tấn đến quẻ chân. Mới đây, luật sư cho biết ông bị khởi tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, tức là án chồng án, sau khi đã bị xét xử về tội chống người thi hành công vụ. Ở khu vực châu Á thì bất ngờ nằm ở việc Đài Loan ngoi lên trở thành nền dân chủ hoàn thiện nhất, xếp trên cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Hòn đảo này cũng đứng thứ 8 thế giới về mức độ dân chủ.
Việt Nam thì bị xếp trong nhóm các nước toàn trị bao gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Việt Nam đã trở thành nhà tù lớn thứ ba thế giới đối với các tự do báo chí. Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF ghi nhận con số lớn nhất từ trước đến nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu. Thống kê hàng năm mới được tổ chức ESF công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo 488, trong đó có 60 phụ nữ đang bị giam giữ trong các tù trên toàn thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến tháng 12 vừa qua. Theo tổ chức chuyên vận động cho tự do báo chí, độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình, và con số này tăng hơn 20% so với cùng kỳ thời gian này năm trước đó. Chủ yếu do các vụ trấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Với 43 nhà báo bị cầm tù sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau có Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang bị án tù. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất thế giới sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 28 người. Đây là hình ảnh 3 nhà báo Hội Nhà báo Độc lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2021. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù như lúc này. Ở Việt Nam, đó là trưởng ban châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Daniel Basdan nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông nói, Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba của thế giới đối với các nhà báo, ngay sau khi chế độ chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê số lượng nhà báo bị cầm giam ở Việt Nam được đưa ra trước khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt những người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước 5 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước hôm 31 tháng 12. Trước đó, trong tháng, 4 nhà báo bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo nổi tiếng như Phạm Đoan Trang cũng đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án từ 6 đến 10 năm tù. Theo tổ chức phóng viên ESF Không Biên Giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ. Bên cạnh Belarus, nước đang giam giữ rất nhiều nhà báo nữ hơn Nam, cùng Myanmar và Iran. Số lượng các nhà báo nữ được tổ chức phóng viên Không Biên Giới thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở tại Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Phạm Đoan Trang, người từng được tổ chức phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án 9 năm tù vào hôm 14 tháng 12. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập vào tháng 1 và nhóm báo sạch vào tháng 10. Đây là hình ảnh nhóm báo sạch bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và blogger của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là một trong số 2 nhà báo duy nhất trên thế giới, theo thống kê của tổ chức ESF, bị tuyên án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Cũng theo tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, việc ông Dũng lập ra Hội Nhà báo Độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của Ban Tuyên giáo. Và án tù nặng cho nhà báo Phạm Chí Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây. Ông Bastard đã nói và cho rằng chính phủ Việt Nam đã tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất khiến nhiều chính phủ phương Tây không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam, cũng như sự độc quyền hóa bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
Ông Vassad đã nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu, Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến. Kính mời các bạn xem bản tin quan điểm về bản sao Angkor Wat ở Đà Nẵng mà Campuchia đang đòi điều tra. Theo tờ báo Khmer Times của Campuchia vào hôm 7 tháng 2 năm 2022, sau khi thông tin bản sao Angkor Wat trong công viên giải trí ở Đà Nẵng của Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội ở Campuchia, người phát ngôn Bộ Văn hóa và Mỹ thuật nước này là ông Long Buna cho biết đang điều tra vấn đề này và thu thập đủ thông tin trước khi bắt đầu thảo luận với Việt Nam. Ông Long Buna cho Khmer Times biết rằng chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đi thực địa và điều tra xem ngôi đền có được xây dựng như bản sao chính xác của Angkor Wat hay không và sẽ đệ trình một báo cáo chi tiết về việc này. Theo ông Long Buna, Việt Nam chưa bao giờ thông báo với Campuchia về ý định xây dựng một bản sao của đền Angkor Wat hoặc thảo luận với họ trước khi công trình bắt đầu xây dựng. Đây là hình ảnh phiên bản Angkor Wat ở công viên giải trí Đà Nẵng. Trên mạng xã hội phổ biến tại xứ Chùa Tháp, ngoài một số ý kiến phản đối, cũng có nhiều người Campuchia cho rằng không nên phản ứng thái quá về việc này. Công viên chủ đề mang tên Asia Park ở thành phố Đà Nẵng nên họ sao chép các địa danh ở nhiều nước châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, v.v. nên đừng phản ứng thái quá về điều này. Không ai đánh cắp Angkor Wat của Campuchia, mọi người đều biết nó là của Campuchia. Họ sao chép để thu hút khách du lịch đến có tiền xem Angkor Wat giả. Khách du lịch muốn xem đền thật cho dù nó có bị hư hại v.v. Đừng lo lắng, người dân Campuchia vẫn đến xem đền thật. Hãy truyền bá tình yêu văn hóa và di sản của chúng ta, tôi không thấy có gì sai cả. Giống như chúng tôi đang cố gắng mang những nền văn hóa khác nhau đến với xã hội của chúng ta ngày nay. Khu bản sao Angkor Wat mà báo chí Campuchia nói đến nằm trong khuôn viên của Sun Quốc Đà Nẵng, tại số 1 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Nó được mô phỏng theo kiến trúc của đền Angkor Wat, khu di tích lịch sử văn hóa ở Campuchia, một trong những kỳ quan của thế giới. Toàn bộ quần thể kiến trúc mô phỏng đền Angkor Wat gồm có tháp và những bức phủ điêu, hành lang làm từ đá tảng xếp chồng lên nhau và tượng Phật, vũ nữ, chiến binh và những hình hoa sen. Khu du lịch Sun Quốc Đà Nẵng đã hoạt động nhiều năm qua, tuy nhiên đền Angkor Wat phiên bản Việt Nam hiện đã bỏ hoang và bị rào lại. Đây là hình ảnh khu du lịch Sun Quốc Đà Nẵng. Chị Huỳnh Hằng, một cư dân Đà Nẵng, người đã đến công trình mô phỏng Angkor Wat ở Đà Nẵng cho đài tiếng nói FA biết ý kiến của mình hôm 7 tháng 2 như sau. Việt Nam bây giờ rất lộn xộn về mọi thứ. Họ không hề có ý kiến, kiến thức và ý kiến về tác quyền. Họ xây dựng để muốn khác lạ và thu hút tiền vé tham quan của người dân. Cái chính là cần giáo dục của cho họ, họ đã sai. Vụ này Campuchia làm mạnh tay cũng tốt, trả lại sự đàng hoàng, khái niệm trong kiến trúc. Chị thì không ủng hộ, bởi mỗi nước sẽ có những bản sắc riêng hoặc ý tưởng hay không cần vay mượn. Hơn nữa, các đền thờ Angkor Wat vốn rất linh thiêng đối với người dân Campuchia. Hiện công trình đã bị bỏ hoang, rào rất kỹ và người dân Đà Nẵng ít ai biết. Công trình được xây bằng đá rất đẹp và công phu. Ông Long Kosa, phát ngôn viên của cơ quan ASPRA, khi trả lời báo tờ báo Khmer Times cho biết cũng đang thu thập thông tin về cấu trúc được xây dựng tại Việt Nam và một khi họ có đủ bằng chứng sẽ trình lên tất cả cho các bộ và cơ quan liên quan giải quyết. Ông Kosa nói thêm, theo video chúng tôi xem về Đà Nẵng ở Việt Nam, một số bộ phận trông giống với đền Ta Phrom, cổng Angkor Wat và đền Tham Thầy. Đây là hình ảnh công trình mô phỏng Angkor Wat ở Đà Nẵng giống y như thật. Liệu có thể có tranh chấp pháp lý giữa Việt Nam và Campuchia liên quan đến vấn đề này hay không đang là câu hỏi đặt ra với nhà cầm quyền tại Việt Nam. Luật gia Phạm Công Út khi trả lời đài FA vào hôm 7 tháng 2 cho biết về những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề tranh chấp tác quyền khi xây dựng công trình Angkor Wat mô phỏng như sau. Nó còn tùy kiện ai, thứ nhất là chính phủ Việt Nam,
thứ hai là cơ quan tổ chức nằm trong Việt Nam, thứ ba là cá nhân của Việt Nam. Nhưng vậy tùy chủ thể nào bị kiện, ví dụ chính phủ Hà Nội vì thông qua trọng tài quốc tế, còn cá nhân hay pháp nhân thì kiện tại Việt Nam. Theo luật thì bảo hộ tác quyền tác phẩm tác giả có hiệu lực 50 năm, nhưng Uncle Vát đã có hàng ngàn năm nên không còn quyền tác giả và tác phẩm. Do thời hiệu không còn nên kiện thì bất kỳ tòa nào cũng sẽ từ chối. Ví dụ tháp Eiffel, một biểu tượng quốc gia của Pháp, thì nhiều nước cũng nhái làm trong các khu vui chơi, nhưng Pháp không kiện vì đã hết thời hiệu. Cổng Khải Hoàn Môn của Pháp cũng như vậy. Đây là hình ảnh đền Angkor Wat thật tại tỉnh Siem Reap, Campuchia hôm 29 tháng 11. Theo đó, theo luật gia Phạm Công Út, Angkor Wat mà bất kỳ quốc gia nào hay Việt Nam làm thì Campuchia cũng không thể kiện theo luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên trường đại học luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi trả lời đài FA vào hôm 7 tháng 2 cũng cho rằng việc này đã có tiền lệ và có thể sẽ không ảnh hưởng gì. Ông nói, thật ra trên thế giới có nhiều tiền lệ rồi. Thứ nhất là Angkor Wat thì người ta nhái lại cũng không ảnh hưởng bản quyền. Vì chúng ta đã thấy tiền lệ ví dụ như Las Vegas, họ có xây kim tự tháp ở đó. Hay Trung Quốc có xây Trung Hoa Cẩm Tú, họ xây mô phỏng thu nhỏ tất cả các di tích kỳ quan trên thế giới. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả, có lẽ phải coi thêm, nhưng trước đây nhiều quốc gia không có vấn đề gì trong chuyện này. Tôi sẽ nghiên cứu thêm, nhưng Campuchia thì thường có những tuyên bố mang tính chính trị nhiều hơn. Tại nhiều địa phương của Việt Nam, rất nhiều khu du lịch xây dựng các mô phỏng mô hình kỳ quan thế giới như Angkor Wat, tượng nữ thần tự do, tháp Eiffel, v.v. Và liệu việc xây dựng các công trình mô phỏng có hiệu quả trong việc thu hút khách du lịch hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đài FA hôm 7 tháng 2 cũng liên hệ với ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch công ty Lửa Việt Tour, và được ông cho biết ý kiến như sau. Với quan điểm cá nhân thì theo tôi là không nên, vì cái gì mô phỏng thì không bao giờ bằng thật được. Đây là hình ảnh công trình mô phỏng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc tại khu du lịch Quỷ Núi Đà Lạt. Vì nó không chỉ cần giống nhau đơn thuần về chất liệu, kiểu dáng, mà còn phải là thời gian, đặc điểm là cái hồn của nó, nhất là các công trình tầm cỡ thế giới. Giờ mình dùng kỹ thuật hiện đại tái tạo cho giống thì theo tôi bắt chước một cách máy móc, không bao giờ đạt chuẩn về văn hóa và tôi không khuyến khích. Theo tôi, mình có thể học tập thiên hạ để sáng tạo văn hóa Việt Nam có kiến trúc rất riêng. Còn làm công trình kiến trúc để câu khách, câu view thì cũng chỉ đáp ứng được một lượng khách nội địa nhất định, thích chụp ảnh, ghi hình, thích hào nhoáng kiểu check-in mới tìm đến cái giả. Chứ khách nước ngoài họ tìm cách thật chứ rất ghét cái giả tạo, và người ta đi tìm những điểm thật chứ ai đi điểm giả như thế. Cũng theo ông Nguyễn Văn Mỹ, các nước văn minh không ai bắt chước như thế cả. Việt Nam dù không có công trình tầm cỡ nhưng cũng có kiến trúc đặc thù riêng gắn với lịch sử, văn hóa, cốt cách của người Việt. Ông Mỹ cho rằng du lịch là nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm, nhưng phải gắn với ngon, đẹp, tùy khẩu vị, quan điểm của mỗi người, nhưng phải lạ, không đâu có. Vì theo ông Mỹ, nếu đi du lịch mà chỗ nào cũng giống nhau, thì người ta ở nhà cho xong.